Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã kết thúc tại Bắc Kinh vào buổi chiều ngày 18 tháng 7 năm 2024. Cũng trong thời gian này, xuất hiện tin đồn Chủ tịch Tập Cận Bình bị đột quỵ. Nhưng video thời sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng tối hôm đó về cảnh bế mạc cho thấy ông Tập vẫn xuất hiện. Ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, người cũng có quyền lực tuyệt đối. Trong một loạt những động thái khéo léo và mạnh tay, ông Tập đã thành công trong việc loại bỏ các đối thủ chính trị của mình và biến ông trở thành nhà lãnh đạo trọn đời vào năm 2018. Với sự ảnh hưởng to lớn như vậy, việc ông Tập bất ngờ có mệnh hệ gì như lời đồn, thì ai sẽ là người thay thế ông để trở thành người lãnh đạo của Trung Quốc? Đây cũng là một câu hỏi lớn nhận được rất nhiều sự quan tâm trên trường quốc tế. Vào ngày 8 tháng 8, ông James Gowrie, tác giả của cuốn sách Cuộc khủng hoảng Trung Quốc, The China Crisis, đã có một bài viết được đăng tải trên tờ Đại Kỷ Nguyên, The Epoch Times. Ông chia sẻ rằng, việc suy ngẫm về người kế nhiệm nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và điều gì đó sẽ xảy ra sau khi ông Tập qua đời hoặc từ chức là điều cần thiết khi xét đến vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế. Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc mới nổi trong thời gian gần đây là điều mới mẻ. Nhưng kinh nghiệm của quốc gia này trong việc ứng phó với sự ra đi của một nhà lãnh đạo tối cao toàn năng thì không phải là mới. Liệu lịch sử có lặp lại ở Trung Quốc hay không? Ngày nay, ở tuổi 71, ông Tập chắc hẳn cũng biết rằng thời gian của mình có hạn. Với quyền lực, ảnh hưởng và tầm nhìn của ông Tập về sự cai trị của mình, sự ra đi của ông sẽ để lại một hố sâu lớn cần phải lấp đầy. Tác giả cũng đặt câu hỏi, liệu Trung Quốc hậu ông Tập Cận Bình có tiếp tục chính sách tăng trưởng mang tính hủy diệt và chính sách đối ngoại chiến binh sói khi tìm cách thực hiện những gì mà họ coi là tuyên bố chính đáng về việc thống trị thế giới hay không? Với sự kiêu ngạo và những tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều đó có vẻ không thể xảy ra. Có nhà lãnh đạo mới nào của Trung Nam Hải sẵn sàng chủ trì sự suy yếu quyền lực của chế độ này trên thế giới hay không? Có thể Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ quay trở lại chế độ cai trị theo ủy ban đã định hình Trung Quốc hậu Mao để tránh những rủi ro và bất ổn mà chế độ cai trị độc tài mang lại. Trong khi đó, có vẻ như khả năng cao nhất là khi ông Tập Cận Bình ra đi, ông sẽ trở nên táo bạo hơn trên trường thế giới chứ không phải ít hơn. Nhờ công nghệ số, ông Tập và Đảng Cộng sản đã biến Trung Quốc thành một xã hội giám sát khổng lồ. Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của ông Tập bây giờ là một nhà nước cảnh sát quy mô công nghiệp, có thể giám sát mọi hoạt động của người dân, thực thi luật pháp và trừng phạt những người vi phạm pháp luật một cách tùy tiện và ngay lập tức. Ông Tập cũng có nhiều quyền kiểm soát và quyền lực hơn đối với quốc gia so với những gì cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông từng mơ ước. Liệu sự lãnh đạo mới sau ông Tập có làm giảm bớt sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với người dân của mình hay không? Câu hỏi nữa là, 10 năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình sẽ mang lại điều gì cho đất nước Trung Quốc? Những ứng viên tiềm năng. Trong phiên họp toàn thể ngày 23 tháng 10 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 đã bầu 24 thành viên Bộ Chính trị và 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Trong đó, các thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị là những người lãnh đạo quyền lực nhất đại lục, bởi đây là cơ quan thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng, chỉ đạo toàn bộ công tác đảng, đại diện cho Ủy ban Trung ương và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quan hệ đối ngoại và hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, người đứng ở vị trí đầu tiên là ông Tập Cận Bình. Trong một thập kỷ qua, ông Tập nắm quyền, đại lục đã đạt được nhiều thành tựu về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có siêu dự án vành đai và con đường giúp tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc trên khắp thế giới. Một dấu ấn đậm nét khác trong thập kỷ lãnh đạo của ông Tập Cận Bình đó là cuộc chiến chống tham nhũng. Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, trong vòng 10 năm, nước này đã điều tra gần 5 triệu đảng viên, trong đó 553 người bị truy tố hình sự. Sau những thành tựu trên, ông Tập Cận Bình đã đạt được quyền lực tương tự như Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu Bình. Vì vậy, việc ông Tập tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2022 không làm nhiều người bất ngờ. Đồng thời, ông cũng đưa nhiều người thân tín vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị và đây chính là những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí người kế nhiệm. Đứng thứ hai tại cơ quan này là Lý Cường, ông sinh năm 1959 tại tỉnh Chiết Giang, năm nay đã 65 tuổi. Khi còn là thanh niên, ông theo học ngành cơ giới hóa nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp Chiết Giang. Sau khi tốt nghiệp, ông đảm nhiệm các vị trí trong chính quyền tỉnh trước khi trở thành bí thư thành ủy Ôn Châu.
tới năm 2005, Lý Cường là thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang dưới quyền Bí thư Tỉnh ủy khi đó là ông Tập Cận Bình. Đến tháng 1 năm 2013, Lý Cường được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng Chiết Giang sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm giữ vị trí tối cao. Tới năm 2015, ông Lý đã tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm tới Washington, gặp Tổng thống Mỹ, khi đó là Barack Obama. Tại thành phố Seattle, ông Lý đã có bài phát biểu kêu gọi hợp tác nhiều hơn nữa giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc. Sau chuyến đi này, Lý Cường trở thành Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô vào năm 2016 và đến tháng 10 năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, trung tâm tài chính hàng đầu của Trung Quốc. Trong thời gian này, ông Lý đã thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực đồng bằng sông Trường Giang cũng như giám sát việc mở rộng khu thương mại tự do của Thượng Hải, nơi có nhà máy sản xuất ô tô Tesla cũng như một loạt các công ty sản xuất chất bán dẫn. Tuy nhiên, phải đến nửa đầu năm 2022, Lý Cường mới liên tục xuất hiện trên truyền thông nhà nước khi thành phố Thượng Hải bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Trong thời gian này, ông Lý thường xuyên đến thăm các khu dân cư và bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh rằng đường lối chống dịch là thực hiện các chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và duy trì chính sách Zero Covid linh hoạt. Trong buổi lễ ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị vào năm 2022, Lý Cường xếp thứ hai ngay sau Chủ tịch Tập Cận Bình. Và tới năm 2023, ông trở thành Thủ tướng Trung Quốc thay thế ông Lý Khắc Cường, lãnh đạo bộ máy kinh tế của đất nước tỷ dân. Nhân vật thứ ba đó là Triệu Lạc Tế. Ông sinh năm 1957, tức năm nay đã 67 tuổi. Nơi ông chào đời là thành phố Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải. Nhưng bố mẹ ông lại là người gốc Thiểm Tây. Vào năm 1977, Triệu Lạc Tế theo học khoa Triết tại Đại học Bắc Kinh với tư cách là một sinh viên công nông binh khóa đầu. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1980, ông về công tác tại tỉnh Thanh Hải và thăng tiến một cách nhanh chóng. Tới năm 1993, ông Triệu đảm nhận chức vụ Phó Thị trưởng kiêm Bí thư Thành ủy Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải. Sau đó 7 năm, ở tuổi 42, Triệu Lạc Tế trở thành tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải và là lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Trong nhiệm kỳ của ông Triệu, Thanh Hải có một nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ chóng mặt khi GDP tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2007. Tiếp theo, Triệu Lạc Tế được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. Tại đây, người dân vẫn gọi ông Triệu là Bí thư Nhân dân vì ông thường xuyên tới thăm các khu vực nghèo khó. Trong năm 2008, Thiểm Tây đạt mức tăng trưởng GDP 15%, trở thành một trong hai đơn vị cấp tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13%. Với những thành tích như vậy, vào tháng 11 năm 2012, ông Triệu được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào năm 2017, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập, ông Triệu trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Lúc này, ông là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng khóa 19, cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể nói, ông là người đảm nhiệm chiến dịch đào hổ diệt ruồi trong nhiệm kỳ thứ hai của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tới năm 2023, Triệu Lạc Tế được bầu làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, kế nhiệm ông Lật Chiến Thư. Người đứng thứ tư đó là Vương Hỗ Ninh. Ông sinh năm 1955, đến nay đã 69 tuổi. Cái tên Hỗ Ninh của ông có nghĩa là Thượng Hải Yên Ổn. Và thành phố này cũng chính là quê hương của ông Vương. Vào năm 1978, ông thi đậu vào Đại học Phúc Đán, sau đó trở thành thạc sĩ luật học chuyên ngành chính trị quốc tế. Ngay từ khi còn trẻ, ông Vương đã nổi tiếng trong giới học thuật Trung Quốc nhờ vào quan điểm chống phương Tây. Tới năm 1993, Vương Hỗ Ninh dẫn đầu đội biện luận Đại học Phúc Đán tham gia cuộc thi tài biện luận tiếng Hoa quốc tế giữa các trường đại học và học viện chuyên khoa ở Singapore. Cuối cùng, đội của ông đoạt ngôi vị quán quân và cái tên Vương Hỗ Ninh bắt đầu được để mắt tới. Vào năm 1995, ông Vương được bổ nhiệm vào các cơ quan Trung ương Đảng, nhậm chức Tổ trưởng Tổ chính trị Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tới năm 2002, ông đã trở thành lãnh đạo của cơ quan này. Trong thời gian đó, ông được đánh giá là nhà lý luận đóng vai trò quan trọng đối với học thuyết của ba lãnh đạo Trung Quốc, đó là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình. Ông cũng được coi là kiến trúc sư của khẩu hiệu Giấc mơ Trung Hoa và các chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn của đất nước tỷ dân. Vào tháng 10 năm 2017, trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập, ông Vương Hỗ Ninh được bổ nhiệm làm Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư cũng như trở thành một thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Tới năm 2023, ông Vương được bầu làm chủ tịch Ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, thay thế ông Uông Dương. Có thể thấy, ông Vương Hữu Ninh là chuyên gia trong lĩnh vực đối ngoại và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hóa chiến lược lớn của ông Tập, đó là đưa Trung Quốc lên vị trí siêu cường số 1 toàn cầu trước năm 2049, khi nước này kỷ niệm 100 năm thành lập. Họ sẽ làm như vậy bằng cách vạch ra con đường riêng của Trung Quốc, chứ không phải đi theo mô hình của phương Tây. Đứng thứ 5 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị là Thái Kỳ. Người đàn ông này năm nay 68 tuổi, ông sinh năm 1956 tại tỉnh Phúc Kiến, còn quê gốc của ông là ở tỉnh Chiết Giang, liền kề. Vào năm 1975, ông theo học chuyên ngành giáo dục chính trị tại Đại học Sư phạm Kiến. Đây cũng là thời điểm ông Thái gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông công tác tại trường rồi chuyển tới làm việc tại văn phòng tỉnh ủy Phúc Kiến và đảm nhận các chức vụ trong tỉnh. Tới năm 1999, ông chuyển công tác tới Chiết Giang, quê hương của cha ông. Trong thời gian làm việc ở đây, Thái Kỳ bắt đầu làm quen với Tập Cận Bình, người giữ chức bí thư tỉnh ủy Chiết Giang từ năm 2002 tới 2014. Sau khi ông Tập làm chủ tịch nước, ông Thái được điều về thủ đô Bắc Kinh giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban An ninh Quốc gia, cơ quan do chính ông Tập thành lập. Tới tháng 10 năm 2016, ông Thái được bầu làm thị trưởng Bắc Kinh. Sau đó, Tập Cận Bình nâng đỡ ông trở thành bí thư thành ủy Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017. Hành động này của ông Tập đã phá vỡ gần như tất cả các quy ước trong việc bổ nhiệm chức vụ, vì lúc này, ông Thái không phải là ủy viên Trung ương Đảng, cũng không phải là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và đảm nhận một chức vụ trong hoàn cảnh bình thường được sự nhất trí của các thành viên Bộ Chính trị. Do nhận được sự ưu ái của Chủ tịch Tập Cận Bình, Thái Kỳ tiếp tục thăng tiến nhanh chóng và trở thành một trong số 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị vào năm 2022. Hiện ông là bí thư thứ nhất Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng, đồng thời kiêm nhiệm vị trí chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng, chủ nhiệm văn phòng Tổng Bí thư. Như vậy, Thái Kỳ đang là người đứng đầu bộ máy an ninh của Trung Quốc và là một ứng cử viên sáng giá để thay thế Chủ tịch Tập Cận Bình. Người xếp thứ 6 là Đinh Tiết Tường. Ông sinh năm 1962 tại tỉnh Giang Tô, năm nay 62 tuổi. Khi còn là thanh niên, ông theo học hệ chế tạo cơ giới tại Học viện Máy móc hạng nặng tại Hà Bắc. Từ năm 1982 đến năm 1999, ông công tác tại Viện Nghiên cứu Vật liệu Thượng Hải. Sau đó, ông Ninh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ủy ban Khoa học và Công nghệ thành phố Thượng Hải. Tới tháng 5 năm 2007, ở tuổi 45, ông được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Thành ủy Thượng Hải, cấp Phó tỉnh, cùng lúc với việc chức vụ Bí thư Thành ủy được giao cho Tập Cận Bình. Trong thời gian ngắn ngủi này, ông Đinh đã giành được thiện cảm của ông Tập. Vì vậy, khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình đã điều Đinh Tiết Tường nhận chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư. Như vậy, ông Đinh chính là người trực tiếp phụ tá cho ông Tập. Vào tháng 10 năm 2017, Đinh Tiết Tường được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo cấp Phó Quốc gia, mặc dù chưa từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy hay lãnh đạo cấp tỉnh. Đến tháng 6 năm 2022, ông Đinh trở thành một trong 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nắm giữ ghế số 6. Sau đó một năm, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc. Người đứng thứ 7 là Lý Hy. Chính trị gia này sinh năm 1956 tại tỉnh Cam Túc và hiện tại đã 68 tuổi. Trong thời gian theo học tại Đại học Sư phạm Tây Bắc, Lý Hy đã tham gia vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ một viên chức bình thường, ông dần leo tới các vị trí cao hơn ở tỉnh Cam Túc, lần lượt là Bí thư Khu ủy Tây Cố thuộc Lan Châu, Phó Bí thư Thành ủy Lan Châu và Bí thư Địa ủy Địa khu Trương Dịch. Vào năm 2006, Lý Hy nhậm chức Bí thư Thành ủy Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây lân cận. Đến năm 2011, Lý Hy được điều đến Thượng Hải giữ vị trí trưởng ban tổ chức Thành ủy. Sau đó 2 năm, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Tới năm 2014, Lý Hy được điều về vùng Đông Bắc và được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm nhiệm tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào năm 2017, ông Lý được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Trong thời gian này, ông là người giám sát kế hoạch khu vực vịnh lớn nhằm đưa hai đặc khu Hồng Kông và Macau tích hợp với 9 thành phố phía Nam. Tới Đại hội Đảng lần thứ 20 năm 2022, Lý Hy là một trong 7 thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Đồng thời, ông cũng được bầu làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Có thể nói, ông Lý được coi là bàn tay sắt chống tham nhũng mới của ông Tập. Hiện đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đào hố diệt ruồi mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã khởi xướng. Ai sẽ là người được chọn?
Trong số 6 thành viên còn lại của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Lý Cường, nhân vật đứng thứ 2, hiện đang là Thủ tướng Trung Quốc và từng là cấp dưới của ông Tập tại Chiết Giang trong 3 năm, từ năm 2004 đến năm 2007. Còn Thái Kỳ, thành viên xếp hạng 5, làm việc dưới quyền của ông Tập ở cả Phúc Kiến và Chiết Giang, trong khi Đinh Tiết Tường, người nắm giữ vị trí thứ 6, đã có một thời gian ngắn làm việc dưới quyền của ông Tập tại Thượng Hải vào năm 2007 và trong 10 năm qua đã giữ chức vụ chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng. Còn Triệu Lạc Tế, thành viên thứ 3 và Lý Hy, thành viên thứ 7, đều có thời gian làm việc tại tỉnh Thiểm Tây, quê hương của ông Tập. Tuy nhiên, hai nhân vật này chưa từng làm việc dưới trướng của Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông còn ở địa phương, nên đây có vẻ là hai ứng cử viên ít sáng giá nhất trong số các thành viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, người đứng thứ tư là Vương Hộ Ninh, tuy chưa từng làm việc với ông Tập Cận Bình tại địa phương, nhưng ông sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, đồng thời nổi tiếng với vai trò quân sư. Vương Hộ Ninh có thể trở thành người lãnh đạo đại lục trong tương lai. Ngoài ra, Lý Cường và Thái Kỳ là hai người có sự nghiệp gắn bó chặt chẽ với Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng được đánh giá là hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Hiện nay, họ đang đứng đầu hai chuỗi chỉ huy, đó là hệ thống an ninh quốc gia được trao cho Thái Kỳ, trong khi quyền điều hành kinh tế thuộc về Thủ tướng Lý Cường. Trong đó, Thái Kỳ có vẻ là người được Chủ tịch Tập Cận Bình ưu ái hơn. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2022, lần đầu tiên tại Đại hội Đảng, ông Tập đề cập mục tiêu cân bằng phát triển và an ninh. Ông cho rằng Trung Quốc đã đạt được bước nhảy vọt lịch sử về sức mạnh kinh tế quốc gia, nhưng cần đề cao vấn đề đảm bảo an ninh và cảnh báo đất nước có thể đối mặt với bão tố trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Cường cũng có một số lợi thế nhất định. Ông không chỉ trẻ hơn 4 tuổi mà còn năng động hơn với kinh nghiệm làm việc tại Thượng Hải, thành phố phát triển của Trung Quốc. Có thể nói, bất kỳ người nào muốn trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Trung Quốc cần phải nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và giới chóp bu của Bắc Kinh. Vậy các bạn dự đoán ai sẽ là người tiếp theo lãnh đạo Trung Quốc đây? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.